Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Em nhà ở đâu thế? Dịch nhà ở đâu thế? Sam nhà ở đâu thế? Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây anh em ơi. Và chào mừng anh em hôm nay đã quay trở lại với Hero cặp đôi đại chiến. Và ngày hôm nay sẽ là cặp đôi của Phong Cận và Mr. Dịch và Cai Mui. Nhầm lộn, Ca Mui. Cái gì? Ca Mui mà dữ vậy bà? Ây da, cái gì vậy? Xin chị quýt em. Trời ơi. Ok bạn. Ủa sao bà uống nước rớt từ đây vậy? Bà rộ vậy? Ok, bà rộ. Ok bạn ơi. Tôi thử xuống coi. Thì hôm nay cái gì vậy mấy ông các bà? Hay quá Mui ơi. Ủa sao tôi đẩy Mui xuống không được? À được rồi. Đây. Cái đồ ác độc. Ủa sao? Sao tôi bây giờ mà vẫn rớt đây? Ok thôi chị ơi. Ủa em đang ở đâu đây? Thì ok, không nô đùa nữa nè mấy bạn ơi. Thì hôm nay nha, thì sẽ là Hero đại chiến tập tập bao nhiêu ta? Tập 14 rồi phải không ta? Hình như này tập 14. À không, tập 10, à tập 13. Đúng rồi, tập 13 tôi quên mất. Thì ngày hôm nay nè bạn ơi, mình đã mời anh Mr. Dịch và Ca Mui vào trong đây để quay chung với mình một video mới. Vẫn là video đập Lucky Block nha bạn nha. Nhưng Lucky Block lần này sẽ là Lucky Block tình yêu. Tí tí tiêu màu hồng. Gì? À, dễ thương không? Dễ thương không? Gì tình yêu gì? Phong ơi, tình yêu thì liên quan gì chị mới Việt mà gọi vào đây làm chi ra sao nổi. À thật ra là hôm nay á là em tính mời là Kairon với lại là Simmy vào. Nhưng mà các bạn biết không, Simmy mới vừa đi tiêm vaccine đó bạn. Cho nên á là Simmy bị gọi là hơi mệt một tí. Cho nên là Sim không quay được. Bởi vậy cho nên là mình mới mời Dịch với Mui vô đây nè. Nhưng mà nghe nói là Dịch với Mui là trên tình bạn dưới tình yêu đúng không? Hả? Nè lấy đâu ra cái này là bớt không? Này là đáng lịnh. Cái gì? Thôi được rồi, em xin lỗi, em nói sai chỗ nào cho em xin lỗi. Nhưng mà thôi, lỡ rồi, hôm nay là gì ta? Kairon với lại là Simmy gọi là bận rồi. Nghệ lắm mới vô quay á, thôi quay đi Mui kệ đi. Ok, thôi quay đi. Rồi ok, thì hôm nay các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đập Lucky Block màu hồng nha. Ok, khỏi Lucky, khỏi nói là Lucky Block tình yêu nữa cho mấy ông bà đó khỏi quấn mình. Ok. Đúng rồi, quay Lucky Block màu hồng đó. Thì lực chơi sẽ y như cũ nha các bạn nha. Đó chính là bọn mình sẽ chia ra hai team, mình với Sam một team và Mr. Dịch và Ca Mui một team. Bọn mình sẽ cùng nhau trong vòng 20 phút đập Lucky Block và sau khi đập xong bọn mình sẽ kiếm được vũ khí nè, áo giáp nè và tất cả mọi thứ. Sau đó đến cuối trận chúng ta sẽ cùng nhau nhào vô chiến đấu với nhau và team nào giành được gọi là sống sót cuối cùng thì team đó sẽ là giành chiến thắng nha các bạn nha. Ok. Vậy thì còn cái này chờ gì nữa nào? Cố được rồi Việt ơi. Hả? Chiến thuật gì? Chiến thuật cố là cái chiến thuật mà để cho mọi người đánh cái còn mình để cuối cùng. Trời ơi. Sao sao? Chơi dơ chiến thuật chơi dơ. Trời ơi. Cho mọi người còn đúng cái nịch thì không chơi chiến thuật đấy, chơi chiến thuật gì? Ok, thì như anh em đã biết thì trong trận trước á thì Dịch với Ca Mui đã được gọi là top 2 nha các bạn nha. Thì chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ cho Dịch với Ca Mui vẫn là top 2. Bởi vì hôm nay chỉ có hai đội, chúng ta sẽ giành top 1 nha Sam. Nha Sam. Đúng rồi, cố lên. Ok, cố lên. Rồi. Không nói nhiều nữa. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Ok bạn ơi, thì trước khi vào video thì mình xin giới thiệu với anh em một cái tựa game mà hiện tại là mình chơi rất là nhiều luôn nha. Và tựa game có thể nói là tựa game mà Phong cày cực kỳ nhiều luôn bạn ơi. Tựa game này có tên là Genshin Impact, là một tựa game phiêu lưu ở trong thế giới mở mang phong cách anime và có thể nói là hot nhất ở thời điểm hiện tại luôn. Genshin Impact sẽ đặt các bạn vào một nhân vật đang bị kẹt ở trong một cái thế giới nơi mà chứa đầy những ma thuật và có 7 nguyên tố và những sinh vật vô cùng kỳ bí. Trong lúc bạn đang tìm kiếm những người anh em thất lạc của bạn thì bạn sẽ gặp được những người bạn đồng hành mới với những sức mạnh nguyên tố, 7 vị thần và có một thần linh bé nhỏ sẽ luôn đi theo bạn, đó chính là Paimon, người sẽ giúp cho bạn trao dồi thêm kỹ năng và đáp ứng được số phận của mình. Và hôm nay Phong sẽ điểm qua một số những nhân vật kinh điển và những nhân vật mới có trong Genshin Impact nhé. Đầu tiên là phải nhắc đến một nhân vật 5 sao có tên là Jin, ngọn gió dẫn đường, nguyên tố phong. Cô ấy là một hậu duệ của gia tộc dân The Helder danh giá và là quyền đội trưởng của kỵ sĩ Tây Phong, biệt hiệu là kỵ sĩ Bồ Công Anh. Jin là một người luôn cần mẫn làm việc, đem lại sự bình yên cho người dân. Sự giáo dục và đào tạo mà cô ấy nhận được
được từ khi còn nhỏ đã cấy sâu vào trong tinh thần hiệp sĩ và đã sâu thẳm trong tâm hồn của cô. Trong mắt người khác, Jin là một hiệp sĩ mạnh mẽ, một cô gái tốt bụng và là một thủ lĩnh đáng tin cậy. Chỉ cần nhìn thôi là cũng có thể khiến người khác cảm thấy an tâm. Và tiếp theo là một nhân vật mới 4 sao có tên là Thomas, nguyên tố hỏa. Thomas sinh ra ở Monster, hiện tại đang sống ở Inazuma và là một quản gia của gia tộc Kamisato. Anh ta là một trong những thợ sửa chữa nổi tiếng ở Inazuma. Anh ấy rất thân thiện, có thể dễ dàng hòa nhập với các cuộc nói chuyện xã giao và có thể giao lưu với nhiều nhóm người khác nhau. Đôi khi Thomas ngồi một mình trong góc điện thờ và trầm ngâm suy nghĩ, bên ngoài anh ấy đối xử với mọi người và tất cả những loài vật khác bằng sự quan tâm và tử tế, nhưng cũng có thể tận sâu trong đáy lòng của Thomas luôn có một nỗi nhớ nhà không nguôi. Và trong phiên bản mới lần này sẽ có thêm những loại vũ khí mới 5 sao và có cả những loại quái vật mới. Nói về vũ khí mới thì chúng ta sẽ có loại vũ khí 5 sao, ngôi sao cực đông, một loại cung, hay là vũ khí thương, vây cá chẻ sóng, hoặc là vũ khí đao, Akoyamaru. Còn nói về quái mới sẽ có thêm thể nham ma thú con, thể lôi ma thú con, thể nham chó săn ma vật hay là thể lôi chó săn ma vật. Và có thêm rất nhiều những hoạt động mới, chẳng hạn như là chiến binh bí ẩn, bóng hình cổ xưa, giai điệu vang vọng, giấc mơ hoa. Và có thể nói ở trong bản cập nhật Genshin Impact mới lần này sẽ có rất là nhiều những điều thú vị mới đang chờ các bạn khám phá. Vậy còn chần chờ gì nữa nào mà không tải ngay Genshin Impact về để chơi cùng với Hero Team bọn mình nha. Mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận, các bạn có thể kéo xuống bên dưới để tải về nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi ok các bạn ơi, thì hiện tại là mình với Sam đã về chung một nhà nè các bạn ơi. Đây đây chính là nhà của bọn mình nè, đấy, nhà màu xanh nha. Rồi ok. Ủa sao có màu xám nhỏ? Hả? Trời. Nè, màu xám. Đấy, màu xám nè. Cái cục đá này là màu xám nè. Trời ơi, quá đáng dễ sợ. Rồi các bạn ơi, thì hôm nay nè, chúng ta sẽ cùng nhau đập lúc kia block gọi là màu hồng nha các bạn nha. Rồi bây giờ tôi nhường Sam đập trước á Sam. Rồi tôi đập này nè, đừng xa xa ra cho chắc. Ủa cái gì ạ? Kim cương, thấy chưa? Trời ơi, may mắn quá. May mắn nha, được block kim cương luôn. Mui chia chia mui này là vịt có hai quả táo vàng này. Ok, cho mui một quả táo vàng này cha nè. Quả táo vàng thường là mui lụm đi, lụm đi không quái vật nào cắn á. Okay. Ở đây có cúc sạn này. Có cúc sạn không? Trời đậu xanh từ nãy giờ mình đập ra toàn mấy cái beacon với cả mấy cái đồ linh tinh. Mui cầm đi. Wow, tôi đập được cái lúc cái block to khổng lồ nè. Ok, để mở coi. Ui, kim cương. Yes. Được. Đây, tôi quá may mắn. Ok, làm sao á? Đập đi. Ui, được cái giếng thần. Đây đây đây. Đừng bom, đừng vào bom nha, đừng vào bom. Quăng cái đồng xu vô. Đây đây đây, phong quăng đồng xu vô nè. Trời ơi, Sam ơi là Sam. Trời ơi, banh chành ơi. Rồi xong nét nhà luôn rồi các bạn ơi, Sammy xui xẻo quá vậy Sam. Đây đây đây, chúng nó lên rồi nè. Ê bọn zombie lúc nãy, spawn ở dưới á ba, chúng nó lên rồi nè. Trời đất ơi, nó lên à. Ok. Sao. Mình xuống nó lên thì mình xuống đậu xanh. Nó xuống chỗ nào vậy? Ở dưới nó còn đông hơn. Vịt không biết hả? Trời ơi, Sammy xui xẻo quá bạn ơi, đây tránh ra để tôi đập cho coi nè. Đừng xa rồi chắc. Nè. Trời ơi, tới lượt mình xui với bạn ơi. Lên tôi. Tôi đập cho. Ui. Rồi xong luôn, zombie luôn. Cái gì vậy? Đi đâu ra zombie nhiều vậy? Rồi xong luôn bạn ơi, chết rồi, gặp zombie rồi mấy bạn ơi. Oh no. Trời đất ơi, tôi ui. Trời ơi, tôi thui luôn rồi. Trời ơi, tôi thui luôn rồi. Vịt ném ăn lắc kia. Không, vịt có ném đâu, vịt đập lắc kia mà lóc khổ quá. Đây chú đây. Sao tối thui đây? Đầu xanh lại còn có cả zombie nữa chảy. Ui ôi, nó xuất hiện cả zombie đây, Mui ơi. Tôi làm sao biết được trên này tôi không bị dính cái zombie nè. Còn cái nịt rồi, trời xong còn cái nịt rồi, anh em ơi, nhiều quay vào con, Xong rồi, tao rồi. Xong rồi, xin vĩnh biệt cu. Mà nó nhiều quá. Đây rồi, con cuối cùng rồi. Mày ok. Zombie hả mày? Ok rồi, cuối cùng cũng tiêu diệt được hết. Ui, có củ khoai kìa, cho tôi củ khoai đi, trời đói quá. Mệt thật á, ở đây, có củ khoai lang zombie làm rơi nè, ăn đi. Mày quá rồi, ok. Rồi, để tôi đặt tiếp cho. Ủa đâu rồi? Tiếp rồi, tôi chết tiếp rồi. Trời ơi là trời. Thôi tôi xui quá Sam ơi. Tôi cho bà đập á, bà đập đi Sam. Ủa còn mày làm gì vậy? Trời ơi, cục nó vô dụng lắm, không được gì đâu. Ông đập đi, ông đập đi. Thôi bà đập đi, tôi ở xa mà, bà đập đi. Rồi. Wow, được mấy cái. Ê, mình lấy mấy cái lóc này để mình bắt cầu mình qua bên mid đi Sam, bên nhà mình tanh bành rồi. Thôi mình qua bên mid đi Sam ơi. Ông biết con mid đi mày, trời trời. Chuyển nhà. Rồi đó. Ok, đây, để tôi đặt bà lóc qua bên mid. Em không mới còn cái lóc cuối cùng ở trong nhà, mình đập luôn đi. Hả? Gì? Kìa, trong lóc trong nhà còn lóc cuối cùng. Đâu, bà đâu gì? Bà vô bà đập đi, coi cái lóc đó là cái gì. Nè, tôi mời sẽ may mắn.
Nhiều chó cũng được. Được. Mấy con chó này hợp lý nha. Bà dẫn mấy con chó này đi theo tôi với bà qua bên kia ha. Đội bên kia mà nhào vô quýnh bọn mình là mấy con chó cắn đội bên kia luôn. Đấy, hợp lý. Đúng rồi, hợp lý chưa? Để tôi để bọn này đứng dậy là ok mấy đứa. Đây. À da, cái lóc này nó đi chậm quá à. Con này con đậu xanh phù thủy, đậu xanh phù thủy. Này ngoài, đi quay không chết đây. Hả? Em sao này con mãi không chết đây, con này mạnh vậy. Con này mạnh dữ ơi, đậu xanh. Cậy, con cắn mình luôn chứ trời. Ok, đi qua mít, sạp đi qua mít, tiếp. Ok, cái này đang mát. Trời ơi, lại là zombie má ơi. Trời ơi là trời. Chỉnh trà sáng giúp Phong Sam ơi. Trời ơi. Oh no, ui. Ai, trời, rồi xong té luôn rồi Sam ơi. Đang cố qua nào rồi trời. Thôi cho thử. Thử ném mất kìa em à. Qua. Ném qua. Bắt đường. À, đâu đập đi, đập đi. Con cái gì vậy con, gì vậy? Tuổi ngựa nè, con này tuổi ngựa nè, quýnh nó. Mày đi mày. Rồi xong nó đi dưới rồi. Ok. Đi qua. Mấy con chó ra chỗ khác coi. Ây da. Tôi lỡ quýnh con chó. Tôi lỡ quýnh con chó. Làm gì vậy? Xin lỗi, tôi lỡ tay tôi quýnh bằng nó. Ok, từ thôi qua đè đập tiếp. Ủa bài có tôi được kiếm gọi là lucky nè Phong ơi. Kiếm được mặt nè. Ôi con chó bà nó đuổi quýnh tôi kìa. Để tôi. Ui cái gì? Chạy Sam ơi. Cái gì mà banh chành vậy trời ơi. Ok thôi qua đây đập bình tĩnh nè. Tôi còn có một máu rồi Sam. Ui cái súng tôi bờ đồ quá à. Ủa, nè mà kiếm, nó quen nè. Cái kiếm của bà khỏe vậy. Wow. Ủa, khỏe chứ. Đó. Ok từ. Tôi ở đây tôi có lúc Sam. Tôi có lúc gì mà tôi nằm luôn nè. Tôi có lúc khi mà lóc gọi là may mắn nè. Từ tôi đập ra thử. Ok được gì không? Đây. Ui không được vậy trời. Trời ơi tôi đập cái lúc khi mà lóc may mắn mà tôi bị nổ chết Sam ơi. Ôi Phong cận TV vậy. Phong cận đã làm gì vậy? Kiếm lucky nè. Hello my friend. Mày thế tí chết. Ủa thầy tôi lọt bẫy. Mua đây qua đây. Này tôi đi. Trời ơi. Từ nãy giờ đập tàn quá giật không mà ba. Nó quýnh tôi nữa rồi. Tôi xui quá à. Thời luôn các bạn không hiểu sao hôm nay mình xui xẻo ghê luôn các bạn. Mình đập không được gì hết trơn mà dịch với Camui là áo giáp kim cương rồi. Làm như áo giáp bằng vàng đủ kiểu luôn rồi. Xong rồi còn đủ cái nịp. Còn cái nịp. Kiếm ông mạnh nhà, giữ nhà. Mạnh gì kiếm lucky gặp cái con zombie, cái con creeper đẻo. Ôi giời ơi. Ok, đây mình sẽ kiếm. Ai bảo ông đấy là con zombie, con creeper đẻo? Thì con creeper này đâu có gì mạnh lắm đâu, nó chỉ là có thêm enchant thêm cái tia sét thôi mà, chứ có gì đâu mà ghê gớm. Trời ơi, thế là ông không biết rồi cái con đấy. Cái gì đây boy? Cái gì boy? What the hell? Ở bên kia gì nổ ghê vậy? Tôi. Ở xa mà, trời. Ok. Tôi bị creeper nổ banh chát. Ôi, tôi nhìn thấy Camui kìa, để tôi quýnh Camui. Ôi, Camui hả? Lululul, Camui rơi xuống trên lava rồi. Mày xong rồi, mày xong rồi. Nó đó, chính nó. Mày chạy đây. Chính nó. Ủa, Phong không nhặt mấy cái đồ ăn lắc kì. Hay Phong, đúng chính xác, Phong hay làm như vậy. Cái đậu xanh tôi rồi, xong tôi rồi. Phong cận à, chạy à. Chạy tiếp đúng không? Ra đây. Chạy đây. Ok, nó chạy ra bên kia rồi. Ôi, mày cắt. Rồi xong dịch té rồi. Dịch gió ẹt, trời ơi. Nghĩ sao tuổi gì đuổi được tôi. Trời ơi. Dịch này gà bắp, trời. Ok. Ra đây em gái. Này thì thích đánh cái mùi không? Mình sẽ đánh sao? Sao mày đánh tôi? Đâu, đánh lộn, xin lỗi. Hey. Người này cứ đứng ở đây à, không thèm đi luôn á. Enderman kỳ. Wow, lại thêm một cái giếng thần nữa, để coi được cái gì nào. Wow, mấy con gan. Nghe tiếng gan rồi nha. Trời ơi, một đùi gan luôn kìa. Trời ơi, cái gì vậy? Ai da, rồi xong chết meo. Ui, chó này, ok anh em, mình có một đàn chó luôn. Đi con. Hay có gì đâu. Đi qua đây. Qua trên mai đờ luôn. Ok, lẩm đi mắc Ender được á. Đây, cái con nè. Thời nó bắn tôi kìa Phong ơi. Ui, mấy con này tụi mày giống quýnh Sam của tao hả? Mày thích quýnh Sam tao không? Mày hả mày? Ui, nó rơi ra cái nón nè, để tôi lấy cái nón tôi đội. Wow, mày quá. Cái nón đội rồi. Ủa, cái gì đây? Mày ơi! Ok, bố con zombie cho chết cháy anh em. Ok. Chứng. Ui, my god! Ui, vừa đập ra cái gì kìa, mua. Thôi đi.
Tôi thấy Dịch với Mui bên kia đang đập nhiều lúc kia block quá kìa, mình nên qua mid đi Sam ơi. Qua mid đi để vô giáp. Tôi cho bà một viên ngọc Ender nè, bay qua bên tôi kia có, đi. Tôi có 9 viên lần. Ok, vậy bay qua kia. Hối. Bụp. Ok tôi qua nè, qua đây Sam. Trời ơi, bà chọi gì mà chọi nó chưa vậy? Bay qua tôi mới. Cao lên, chạy cao lên, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Rồi đập tiếp. Ui cái này được nè Sam ơi, cái này giúp mình hồi sinh nè. Wow, sao cái này không? Qua chơi giáp nha, tôi qua xin giáp rồi, trời giáp nó ra trời. Ok lượm đi, lượm đi. Đồ vứt của người ta, vứt đồ vứt của người ta đúng không? Mấy bạn ơi, mình lượm được cái này mấy bạn biết là gì không? Cái này sẽ giúp cho mình hồi sinh được á các bạn. Hợp lý quá. Ok. Rồi mấy cái bắt áo vàng kìa, trời ơi trời giàu dữ rồi trời. Mua ăn đi, mua ăn đi, ăn đi trời. Ô, có lucky block to này Mui ơi, cho Mui gạt này. Tốn đi mà gạt. Đừng gạt đi. Gạt nè, kiểu định ra cái ngon yên tâm. Đánh xa ra, đánh xa ra. Thôi, đẹp, 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 đẹp. Mệt quá, mệt ghê. Người anh em à? Anh bạn à? Tôi bay màu rồi. Tôi phía sau. Ôi, quá giật. Ây, ôi, ông ơi. Sao vừa đánh vừa bắn cung nữa nè. Sammy, Sammy. Phong cận này, phong cận. Phong, 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 chạy, chạy, phong, chạy, chạy, chạy. Ây, tự TP tự chết luôn mà. Ôi giời ơi. Ai làm gì đâu chạy. Đâu, có mùi đánh hả? Ôi nhưng mà nó tự TP này, tự TP tự đi luôn á. Lấy tay lê, lấy tay lê, lấy tay lê dùng cái ngọc N á. À, Phong tự tay lê ngọc N, Long tự Phong tự đi luôn. Từ từ. Xem mà còn chỗ nào có đồ không, qua lấy đồ. À bên kia. Nó xanh nhà bên kia lấy đồ kìa, xanh bên đỏ kìa. Ok, để coi cái này là gì đây. Yes, ok. Kim cương lẩm lẩm kim cương chế tạo giáp sao. Ê bà ơi. Trời ơi, quái vật ở đâu ra vậy? Ê sao cung bà rồi quá không ơi. Cái cung tôi nè. Bà làm tôi chết từ nãy giờ mấy lần, bà đừng có dùng cái cung đó nữa. Cái cung đó nó là lâu lâu nó ra điều xui xẻo á. À ok, cung này tôi bắn mui. Thôi để tôi bắn mui. Đúng rồi, đừng có dùng cung đó nữa. Để tôi qua tôi đập gỗ, tôi làm áo giáp coi. Rồi xong tôi nhảy với đống lava luôn rồi trời ơi. Cái gì vậy? Ăn táo vàng, táo vàng vô, táo vàng vô. Ok, chết rồi, tôi bị nợ cháy rồi, tôi bị cháy rồi, tôi ăn táo vàng vô. Ok. Rồi ok. Đây bên này vẫn còn đầy đường đi chưa đập này. Ok là qua đây. Hãy chạy. Đó, qua đây Mui. Bên này giàu dữ luôn. Đấy. Chi chít trượt đồ luôn, tha hồ đập luôn. Đấy. Vứt bớt mấy đồ linh tinh ra anh em. Rồi, đây. Đây. Đập tiếp. Ui, ra sô lava này. Ui ra cây kiếm. Wow. Ui ra cây kiếm mọi người ơi, ra cây kiếm. 10 attack dam. Wow. Ui có ra một cái dìu nữa này. Có cái dìu này. Ôi Mui ơi, Mui xuống đây vì cho Mui cây kiếm này. Mui cầm kiếm vì cầm dìu. Từ bạn bình tĩnh, bạn phải thật sự. Thì em Mui lại vừa mới làm cái gì rồi đúng không? Không làm gì, không làm gì. Chắc chắn bà Mui bà vừa xảy ra cái gì nè. Bà đang nói chuyện mà bà tự bà dừng cái khựng lại là bà có vấn đề nè. Này này cho Mui cái kiếm, cho Mui cái kiếm. Cầm kiếm. Kiếm gì, kiếm gì? Cầm kiếm kim cương bổ nhau luôn. Hai. Ok. Kiếm này vì cầm Mui, kiếm này sắc lên 5 luôn. Chính với sắc lên em kiếm cứ khỏe luôn á, vì cầm dìu, cầm kiếm xong kiếm hợp bích luôn. Đây. Hợp lý. Bây giờ mình sẽ lên trên này, mình đập thêm trên này nữa anh em. Đây, bên này vẫn còn lucky block rồi. Ui, một cái nữa này, nào. Mong đừng TNT nhá, đừng TNT nhá. Ok, ui, có diamond này anh em. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua bên mid đập thêm lucky block nào. Ôi, từ nãy giờ đập được ít lucky block rồi xong tôi xác định tôi chết rồi. Ui, à! No, rồi xong luôn, tôi rơi xuống dưới luôn rồi xong rồi. Bành xác. Thôi tôi đi bộ cho chắc ăn sao rồi, tôi không dùng ngọc Ender nữa. Tôi đi bộ cho chắc ăn. Đi chắc con này, đi rồi. Chắc. Coi. Tụi mày cứ đứng đó sao tao qua. Ê à, con này bắn tôi. Ê à, trời, nó phun nước miếng vào mặt tôi. Mày phun nước miếng vào mặt tao mày. Rồi. Okay. Đây để tôi đi bên cạnh ông. Mấy người kia mà người ta làm gì ông mà tôi lấy cái cung mà tôi bắn cái đó bắn sát luôn. Từ từ để tôi xem coi, chết rồi. Bây giờ bên đây mấy người kia đập hết lucky block rồi, tôi không còn kiếm được lucky block nữa. Ở giữa kìa, ở giữa thì không đập được, buồn ghê. À, thấy Dịch bị té. À, rồi xong tôi té theo Dịch luôn rồi. Chị cần gì trả lại trả luôn. Sao nó cầm cung nó bắn vít kìa. Cầm cung nó bắn vít kìa. Đây à. Đó. Đậu xanh. Em tôi dùng cái cung tôi bắn một phát ra con gì ta. Cái con Reaper xong Dịch chết luôn. Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Ghê chứ. Ở đâu xuất hiện lắm. Ở đâu xuất hiện cái con lửa kia nó bắn tôi nè. Trời ơi trời. Thôi ôi Dịch qua gì, qua trả thù tôi Phong ơi. Dịch qua trả thù tôi Phong ơi. Ok. Wow. Một lucky block đặt được quá. Rất nhiều lucky block. Wow. Dịch rất tiếc. Gì vậy? Từ nãy giờ tôi nghe bắn Dịch rất tiếc. Tôi nghe giống như là từ nãy giờ bà giết Dịch nhiều lần lắm rồi đó. Hai lần rồi. Ok. Cái con này mạnh quá. Wow, mấy bình thuốc. Trời ơi, cái con lửa kia nó bắn tôi. Skeleton ra đây. Ra đây. Ok được rồi. Ờ Mui ơi, chị Mui ra cảnh lên rồi. Ai biết chị Mui ra cảnh lên rồi. Ai biết chị Mui ra cảnh lên rồi.
Thôi kệ kệ đi, kệ đi. Lần nữa mình cái lucky block té đi, té đi. Thiệt thề luôn, tôi xui vậy, sợ xui luôn á trời. Đây đây đây. Coi đây, coi đây, coi đây. Đây, bên này như có nhiều đồ. Tôi lên tôi đập thêm mấy cái lucky block nữa, nếu như đập không ra nữa thì tôi kệ luôn, tôi đi chiến đấu tiếp. Ok. Trời ơi, sao xui dữ ta. Mày thấy gì đâu không rồi. Ai? Đây. Bật mấy cái linh tinh ở đây. Ô, mình có. Ui! Mùi ơi. Sao sao sao? Vịt có hero potion. Hay tạo luôn. Có hero potion đấy. Ôi, tạo luôn mình thắng chắc rồi Vịt ơi. Ok ok ok, Vịt có hero potion rồi nhá. Vịt 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 khoe 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 khoe. Nhìn mở dương, mở dương, để trong dương, để trong dương nhá. Thuốc này, thuốc này. À, hero potion có thuốc ác này. Wait. Đây 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 đây, tôi thấy ở bên dưới kia hình như nó còn mấy cái lúp kia block kìa, để tôi nhảy qua đó. Ok, Ngọc Ender. Hui. Ok, quá được rồi. Đập ra nào. Ngọc Ender lợi lên. Trời ơi, nó chết nữa bà ơi. Cái gì vậy? Nó nổ tôi chết. Ok, ui nó tăng cho mình đúng nhiều chỉ số luôn anh em ơi. Nhà ở nhà ở nhà ở nhà vàng đúng không? Ở nhà vàng vẫn còn đấy á, vẫn mùi, còn gì nhỉ? Mui có hero potion chưa? Không 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 có, không có không có. Một đồng move à? Ơi Sam, ở bên mid này tôi thấy có mấy cái lúc kia block bên mid này, nhưng mà cái mid nó bị nổ hết tiêu rồi, không qua lấy được, buồn ghê trời. Tại. Ok. Ui tôi thấy dịch với mui kìa, dịch với mui đang 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 lụm cái gì kìa. Đang đi qua, đang đi qua, đang đi qua, đang qua, đang đi qua, mấy người kia đang đi qua kìa. Từ. Qua đây đi. Qua bạn ơi, qua đây đi, dỗ qua đây bạn. Mấy người ăn táo vàng rồi, mấy người đang ăn táo vàng, đang tính tấn công mình nhưng mà không dám qua bạn ơi. Trời ơi trời, gà dịch gà bắp. Hai dịch lần này á, em đi đây. Ủa gì vậy cày vậy, ông nói cho đã vô luôn đi. What the hell? Thì, tôi không tại đâu, tôi phải chạy thôi chứ giờ sao. Đâu rồi, tôi tới nè. À, dịch muốn solo tôi. Dịch hả? Dịch hả? Dịch đi dưới này. Dịch gió ẹt, dịch gió ẹt. Trời ơi, dịch gà, dịch gà, dịch gà. Ok, thôi rồi, đã đến giờ gọi là. Trời ơi, dịch, ông TB, ông chơi TB đến chỗ ca mui, ông chơi ăn gian kìa trời. Ông chơi ăn gian quá hò, lúc ăn vậy rồi. Ăn gian, đây. Ăn gian dễ sợ luôn á. Ok rồi. thôi hết giờ báo hết giờ rồi. Ok bạn ơi, thì sau một thời gian thì mình với dịch với mui với lại Sammy đã gọi là kiếm được khá là nhiều đồ rồi đấy. Thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu đến với màn chung kết nha. Ok, màn chung kết, màn cuối cùng nè, thì người nào mà giành được chiến thắng sống sót cuối cùng trong màn này thì người đó sẽ thắng luôn nha. Ok rồi, okay. Dịch với mui sẵn sàng chưa? Rồi sẵn sàng không? Rồi ok, chia chia giờ hết chỗ rồi, đứng luôn rồi. Okay. Bây giờ chưa gì đã bắn tôi vậy. Bây giờ đầu tiên dịch có muốn chơi theo kiểu là cho hai người con gái quýnh nhau chứ không? Anh em mình quýnh gái không được đâu. Bắn nhầm. Trời ơi, xong team bên kia mất máu rồi. Team bên kia mất máu rồi. Ơi làm gì vậy? Làm gì vậy? Ui, bắn cung kìa, bắn cung kìa, chạy sớm. Bắn cung kìa, bắn cung kìa. Ok rồi, cho mấy người con gái bắn nhau trước rồi. Ok, cho mấy bạn con gái quýnh nhau trước đi. Ok. Sammy với Camui quýnh nhau trước. Ôi. À Sam. Đây. Cái gì vậy? Không cho Sam cái này nè. Đâu ta? Mui dùng mui. Ok hay là cái này cái này Sam dùng được, cái này Sam dùng được. Dùng bạn dùng đi, mình có khác rồi. À đây, thuốc sức mạnh. Dùng đi Sam, thuốc sức mạnh nè. Ok. Rồi thôi mạnh rồi. Thuốc này. Rồi ok. Đánh đi Sam. Mui nè. Nè, quay chưa? Không, mình có rồi. Ok. Mui chuẩn bị chưa? Rồi. Ok, tiến lên. Yo, cố lên mui. Ủa gì hả? Ok, Mui đang sử dụng chiến thuật là sử dụng thuốc bad luck anh em. Ê ơi, em mới vừa nhìn thấy Mui tự chọi thuốc cho người mình. Ủa sao? Sam ơi, bình tĩnh, Sam ơi, có chuẩn bị đánh rơi á, Sam. Trời ơi, Sam ơi. Trời ơi, đánh tôi đó. Ok, rồi đến lượt anh. Thời đúng á, cây. Ê, cái gì? Con nhện. Trời, cái này không tính nha, cái này không tính nha. Quay quay kìa. Cái này không tính nha, cái này con nhện đánh này không tính nha. Chừng nào dịch đánh mới tính. Ok, ok. Con nhện mất dạy, ok. Rồi bây giờ là bây giờ tới lượt em với dịch nè, chuẩn bị nha. Đây, ok. Tao vàng vô. Ok, mình sẽ lấy vũ khí bí mật của mình các bạn ạ. Ok, cầm cái này trên tay, sau đó đội cái đầu lâu lên trên đầu để gọi là tăng thêm sức mạnh. Ôi trời ơi. Chứ không phải là không có mũ hả? Không có mũ. Được chưa? Cũng thích tàn hình nè. Rồi, vô. Ôi, Vero cẩn thận. Hey, bấm mất tiền, mất tiền, ôi em, ôi em, mất tiền, 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 trời ơi, dịch có thuốc hero mà dịch nãy dịch kêu dịch không có thuốc hero, dịch xạo, dịch xạo, dịch xạo. Mình chưa đi
để mình đợi xong. Trời ơi, dịch chơi trò lượng nít các bạn ơi, dịch kêu gì đâu có thuốc, cuối cùng dịch có thuốc kìa trời. Vậy là mình thua rồi. Okay. Ok, mình còn ra rất nhiều thuốc bé lắc cho Phong rồi. Đó. Còn cái thuốc độc này nữa. Ủa mày ăn cái gì đó bé? Mày lắc, mày lắc. Ôi, tức quá. Mất tao dịch. Trời ơi bạn ơi, thôi kể đầu lâu rồi. Mình với Sammy đã thua rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời, rất xin lỗi những bạn nào mà là fan của mình và Sammy. Mấy bạn đã phải thất vọng về mình và Sammy rồi. Nhưng mà bọn mình đã cố gắng hết sức. Mình thề luôn, mình không hiểu sao. Mình không hiểu sao hôm nay mình xui ghê các bạn. Mình đặt lúc kia block nào là ra gì đâu. Xui xẻo mà chết liên tục nè. Rồi không kiếm được cái thuốc hero, thời cay lắm luôn á. Cái này là không phải. Vịt với Camui tập trước, vịt với Camui tập trước. Hai đứa không có một cái mảnh vải chết. Trời ơi các bạn ơi, cái này không phải là lỗi của mình và Sammy nha. Mà cái này phải nói đúng là lỗi của lúc kia block. Nó cho bọn mình tàn mấy cái đồ dởm không à. Đúng không Sam? Đúng rồi, trời ơi, ông là người gì đó chết nhiều nhất ông này. Ôi, tôi buồn quá. Ôi, rất xin lỗi những bạn nào gọi là fan của Phong với Sammy. Mấy bạn đã phải thất vọng về Phong và Sammy rồi, trời ơi. Nhưng mà không sao, chắc chắn trong trận sau mình sẽ cố gắng giành được chiến thắng nha. Và trận sau thì mình sẽ đấu với mèo Simmy và Kairon nha các bạn. Mấy bạn hãy cùng nhau đón xem nha. Ok, còn bây giờ thì video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên để cho Phong một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của anh Mr. Dịch, Camui và Sammy để đăng kiếm hộ cho mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Anh em mất đi bạn đi chạy sao ơi, chạy sao ơi. Rồi xong Sam đi rồi. Giờ đây thay em này, giờ đây. Bye bye mọi người.